Theo luật nhà ở 2014, người nước ngoài chỉ cần được phép nhập cảnh vào Việt Nam là có thể mua nhà. Đối tượng này sẽ được sở hữu nhà trong 50 năm, sau đó tiếp tục gia hạn nếu có yêu cầu. Việc mua một căn nhà tốt hơn là đi thuê, thủ tục hiện cũng rất dễ dàng. Người nước ngoài hiện tập trung mua nhà tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng. Sàn giao dịch của anh Tùng ở Hải Phòng từ đầu năm tới nay đã bán được cho người nước ngoài gấp 3 lần so với cả năm ngoái. Khi họ đã đến tìm hiểu là hầu như là họ sẽ mua. Và cái thứ hai là cái giá cả cũng hợp lý. Phải chuẩn bị các bộ mẫu hợp đồng song ngữ để có thể giải để cho khách hàng có thể là hiểu được cái nội dung của hợp đồng, phải đào tạo các cái đội ngũ sale bán hàng. Bản thân các bạn là phải giỏi ngoại ngữ và thậm chí là cũng đa dạng ngôn ngữ nữa. Ngoài các thủ tục phải rõ ràng, pháp lý của dự án được các khách hàng người nước ngoài đặt lên hàng đầu. Người mua cũng nên lưu ý về cái việc là kiểm tra cái dự án đó đã được phép bán cho người nước ngoài hay không. Và bản thân về phía chủ đầu tư cũng cần phải làm cái việc này. Một số các cái địa phương cũng đã công bố việc này. Giá nhà bình quân tại Hà Nội hiện khoảng 2.000 đô la Mỹ một mét vuông. Thành phố Hồ Chí Minh là 2.400 đô la Mỹ. Con số này thấp hơn so với các nước trong khu vực như Bangkok, Thái Lan hay Singapore. Các chuyên gia cho rằng đây chính là lý do khiến nhiều người nước ngoài đã quyết định mua để ở hoặc mua rồi cho người nước ngoài khác thuê lại.